Ahem. Đến ngày chúng tôi học bơi rồi. Ê. Ừ, thằng kia đi đâu nhỉ? Dưới mèn ơi. À đây rồi. Mày đi lòng vòng bao nhiêu ngày nữa? Ờ. Sâu quá anh ạ. Này này anh nói này. Mày đi từ buổi sáng đến giờ rồi đó. Vẫn chưa chọn được chỗ nào để nhảy à? Chỗ nào cũng là nước thôi. Úi, nước xiết quá anh ạ. Đúng cái thằng bất tài. Ê, nhưng mà em vẫn sợ anh ạ. Ê. Ừ, nước chỗ này sâu thế chứ. Úi giời, sâu thế chứ. À, chỗ này nước nông này. Ừ, nhưng mà nhìn vẫn qua đầu người. Ta nói cho mày biết, mày cứ kén cá chọn canh như thế thì biết khi nào mới thành công được. Muốn làm được việc lớn á, phải nhào vô, hiểu chưa? Mày cứ sợ sệt như thế biết khi nào mới học bơi được. Mất công tao nuôi mày từ bao lâu nay. Em bất tài quá anh ạ, à, anh thông cảm cho em. Không phải mày bất tài mà mày không dám làm thôi. Anh ạ, à, có khi là em bỏ cuộc rồi. Không được, mày xuống đi, nếu không tao đạp xuống đấy. Mày có xuống không thì bảo. Hả? Thế nào hả? Có xuống không? Hả? Có xuống không? Không tao đạp xuống bây giờ đấy. Ôi giời, nhảy đi đâu đây? Chờ tao với. Ê, bây giờ học bơi xong rồi thì ta đi học lặn chứ hả? Chí mèn. Ê, đi với anh. Ơi em không đi nữa đâu anh ạ. Này, chị cá bóng ơi, sao chị lại có thể thở được ở dưới nước thế ạ? À? Đó là bản năng em ạ. Ủa, sao em không có bản năng đó? Bản năng của em là ở trên bờ em ạ. Em muốn học lặn chị ạ. Này, em đừng có nghe con cua. Này, con cá bóng kia mày nói gì đây? Cua tao làm sao? Hả? Chị nói cho em biết nha, dí mèn nha. Con cua nó đang lừa em đấy. Này, cua tao không bao giờ lừa ai. Tôi nói thật mà. Này, con kia, cá bóng kia mày nói gì đấy? Hả? Ấy, lặn đây. Ơ, ơ, cứu em với. Ơ, cứu em với. Em không thở được. Rồi, để anh. Ê, không sao. Ê, có anh không sao. Ơ, anh ơi, anh đau tay anh ơi, đừng có kẹp anh ơi. Ê, không sao, anh đang giúp chú mày mà mày nói thế. Ê, anh ơi, buông em ra anh ơi, buông ra. Anh ơi. Anh ơi, buông em ra, anh ơi, tha cho em. Mày tưởng ta nuôi mày từ bấy lâu nay là nuôi không à? Anh ơi, buông em ra. Em không ngờ anh lại ác độc như thế. Ác độc à? Mày tưởng ta nuôi mày là nuôi không chắc. Mày ngây thơ quá. Ê, xuống với tao đi. Ê, tí nữa xuống trên nước nó tắt thở nhanh thôi mà, mày đừng có lo. À, cứu tôi với. Có ai cứu tôi với? Cứu cái gì? Ở đây chỉ có tao thôi, không có ai đâu. Đi. Này, thằng kia, mày buông ra. Cái loại đen tối ác độc kia. À, can gì đấy anh? À, không can đến tao, mày buông ra nó không tao vào mồm đấy. À, mày chưa? À, buông tao ra. Mày chưa? Lần này, tao cắt một bên chân của mày. Lần sau, tao cho mày về chào trời đấy. Cái loại, mày cậy sức, mày khỏe hơn tao. Ừ, không cậy sức. Tao chỉ thấy khó khăn thì tao giúp đỡ thôi. Cút đi, nếu không tao giết mày luôn đấy. Em cảm ơn anh cua lớn ạ. Mày cút đi. Cút đây. Em cảm ơn anh ạ. Nếu không có anh em không biết là sẽ như thế nào nữa. Cái loại lợi dụng lòng tốt. Này dưới mèn có sao không? Dạ em không sao ạ. Em đội ơn anh rất nhiều ạ. Anh nói cho mày biết, trên đời này không ai cho không ai cái gì đâu. Mày hãy nhớ câu này. Dạ em nhớ ạ. Không có anh thì mày teo rồi đấy. Dạ, em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Anh ơi, em bị mất một chân rồi, làm sao đây? Không sao, bây giờ anh sẽ chở chú mày về lại vùng đất của chú mày nha. Mày chú ý vào, đất đai ở đây nó gập ghềnh lắm. Nhất là cái dòng suối này nước sâu lắm đây này, bám chắc lưng anh vào. Dạ. Ê, chỗ này nước sâu lắm đấy.
Rồi đó chú ạ, chuẩn bị đến vùng đất lên núi rồi. Chú mày hãy nhớ lấy câu này, đừng bao giờ đặt niềm tin tuyệt đối vào một người xa lạ, nghe chưa? Dạ, em cảm ơn ạ. Cua thì cũng có người tốt người xấu, chứ không phải ai cũng xấu hết như thằng kia đâu. Rồi, đến nơi rồi đó, xuống đi. Ây à. Dạ anh ơi, anh đợi em một tí để em đi lấy một ít quà cho anh ạ. Ê, thôi, không cần quà cáp gì đâu. Giúp người đó là niềm vui của anh. Ê. À, nhưng mà không được anh. Không cần đâu. Ở đâu nhỉ? Dạ, cảm ơn anh nhá. Mày sống tốt là anh mừng rồi. Dạ, vâng ạ. Rồi, sống cho nó tốt vào. Dạ, em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Chúc anh may mắn, sức khỏe ạ. Tạm biệt nha, dế mèn anh về đây. Ai chà. Trong cuộc sống có rất nhiều bài học. Có nhiều bài học khi gặp rồi con người mới phát hiện ra. Lần này dế mèn may mắn thoát chết. Trên đời này không ai cho không ai cái gì cả. Cũng giống như là không có bữa trưa nào là miễn phí cả.